Xin chào bác nhiều, hôm nay cửa hàng Mặt Trăng lên clip giới thiệu các bác ba cái sản phẩm máy đến từ thương hiệu của Makita nhé. Hôm nay em lên được ba con máy rất là đẹp luôn. Đầu tiên thì có con máy cưa này, thứ hai có con máy cắt cỏ này, và thứ ba có con máy thổi lá Makita 4 thì các bác nhé. Rồi, số điện thoại cửa hàng là 0976123320. Thì những sản phẩm phụ tùng theo kèm thì em sẽ gửi đủ cho các bác nhé. Ví dụ như kiểu là máy cưa thì sẽ gồm có là rũa tiếp tô vít này, máy cắt cỏ, lưỡi dao, lưỡi cước này, đồ vặn dây đeo chắn cỏ đủ hết cho các bác nhé. Máy thổi lá nhé, đủ hết cho các bác luôn. Em xin phép giới thiệu chi tiết về cái combo sản phẩm máy Makita ngày hôm nay. Thì số 1 đầu tiên thì em sẽ có con máy đến từ thương hiệu máy cưa Makita. Con này cực kỳ VIP nhá. Con này mã của nó là MDE340 này. Một con tay cụt cỡ lớn nhá. Con này cắt thì cực kỳ là khỏe. Các bác nào mà hay tìm hiểu về những dòng máy cưa thì có biết rồi. Cái dòng này đời này xài siêu VIP cho anh em nhá. Máy rất đẹp luôn, làm xích để các bác nhìn này. Đó. Con này thì được trang bị công suất rất là lớn, 34cc trong con tay cụt nhá. Máy thích hợp cho các bác nào mình đi cắt kiểu kiếm tiền nhá. Các bác cắt leo trèo tỉa cành, cắt công trình, cần một con máy tay cụt hàng khỏe, mạnh, chất thì các bác có thể tham khảo con này nhá. 34cc, con này nòng có tầm 39 ly cho các bác nhá. Rất là mạnh, chạy hai lá bạc. Cực kỳ mạnh luôn nhá. Máy này, chất máy này quá đẹp luôn, các bác nhìn làm xích hộ em. Đấy. Đi theo máy sẽ là cái lam này nhá, sẽ là cái lam của nó, mặt cắt 35 lam 40 xích trung 91 nhá. Lam xích đi theo máy rất là đẹp. Máy thì được trang bị chủ giật trợ lực này, chủ giật trợ lực cho bác này. Máy thắng xích thắng chiếc nhá, full hết chức năng. Con này thì máy đẹp đến 95% hàng thiếu thùng cho anh em. Cái dòng này thì xài chất khỏi bàn rồi. Trọng lượng của máy rơi tầm 4,2 kg, 4,3 kg. Là con tay cụt mini nhưng nó sẽ mang lại cái sức mạnh cực kỳ là mạnh mẽ luôn cho anh em nhá. Đây, máy móc này cực kỳ đẹp nhá. Con này là con tay cụt siêu VIP cho anh em nhá. Con này thì em báo giá công khai là 2.400.000 nhá, 2.400.000 bao phí ship nhá. Đấy, chạy. Nếu mà đây là một trong những dòng tay cụt phải nói mạnh nhất trên thị trường hiện nay rồi. Mạnh nhất trên thị trường hiện nay rồi cho các bác nhá. Cực kỳ ngon luôn. Chế chiếc cực kỳ ngon nhá. Rồi, em test nổ con máy cưa cho các bác nhá. Đây. Hơi căng lép luôn này, hơi cực kỳ căng nhá. Rất êm luôn. Các bác chỉnh nhớ thì các bác trực tiếp trên thân máy cho em. Cưa này 2.400.000 bao ship. Tiếp theo con số 2. Số 2 thì em có con cắt cỏ 4 thì nhá. Một con siêu VIP luôn. Thường các bác sẽ gặp những con cắt cỏ trên thị trường hàng Makita, nhưng các bác chỉ gặp là 425, 426, 427. Nhưng hôm nay nhà em thì có con 428 luôn nhá, VIP cho anh em luôn. Máy được trang bị công suất là 28cc. Thì với công suất này thì các bác cắt dao hay cắt cước là rất ok nhá. Với trọng lượng máy là 5kg thì các bác cắt cước này là thoải mái luôn. Ở cái phân khúc 28cc mà cắt dao cũng rất ok luôn nhá. Rất thuận tiện luôn. Cái phân khúc mà công suất mà tầm 28cc này là cực kỳ hiếm trên thị trường nhá. Đó, rất là khỏe, rất là mạnh luôn. Con này thì động cơ là 4 thi, xăng riêng nhớt riêng. Rất là thuận tiện các bác là có tuổi rồi. Đặc biệt thì các bác là phụ nữ nhá. Đặc biệt các bác là phụ nữ. Con máy này chạy siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, tùm nhôm, máy rất đẹp luôn cho các bác nhá. Đây, cần kia của nó này, series liếc nhá, zin theo máy hết này. Rất đẹp luôn cho em. Con này thì siêu VIP rồi, 28 nhá, 428 thì đời siêu cao rồi. Đây, các bác nào mình hay tìm hiểu những cái hãng máy của Makita các bác biết nhá. Đấy. Rồi, con này thì em bán cho anh em giá là 2.200.000 bao phí ship nhá. Máy thì bao chất cho anh em. Đó, còn hàng 425, 426 thì rơi tầm 1.800.000 nha các bác nhá. 1.700.000, 1.800.000 thôi trên thị trường. Con này bán cực VIP luôn, em đi hàng siêu tầm luôn cho các bác nhá. Rồi, em test nổ con cắt cỏ cho các bác này. Máy chạy siêu êm, bao khói cho các bác nhá. Rất là nhẹ luôn, rất là êm nhá. Êm như chó thở luôn cho em. Đấy. Test nổ này. Cực kỳ êm luôn, động cơ 4 thì nhá. Quá VIP luôn. Quá VIP luôn nhá. Bao khói cho các bác này. Đó. Rất là thuận tiện khi bác sử dụng nhá. Rồi, tiếp theo, con này 2.200.000. Là đồ của nó sẽ là gồm có này, là dao, lưỡi cước, đồ vặn dây đeo đủ hết cho các bác nhá. Đó.
yên tâm. Tiếp theo thì em giới thiệu cho các bác một con máy thổi lá nhá. Con này là con trợ thủ cho các bác nào mình thổi lá vườn, lá sân vườn, dọn dẹp xung quanh vườn nhà thì rất là thuận tiện luôn. Có con máy thổi lá cầm tay hàng 4 thì Makita siêu VIP nhá. Con này phải nói cực kỳ mới luôn. Đấy, nói về thổi lá cầm tay thì Makita đang ở đứng số 1. Đứng số 1 luôn nhá, về chất lượng luôn và cái độ dễ dàng sử dụng luôn. Và cái độ bền, độ nhạy nổ luôn cho các bác nhá. Con này thì được trang bị công suất là 26cc nòng 34 ly, sức gió lên tới 500 km/h. Máy em ốc liền lạc hết cho các bác đây. Đó, con này thì trọng lượng máy 5kg. Các bác nào làm bảo vệ hay là các bác là thổi lá xung quanh vườn nhà, dọn dẹp sân vườn các kiểu, dùng những con này thì cực kỳ thuận tiện luôn. Các bác nào mình con gái hay các bác có tuổi rồi thì rất dễ dàng sử dụng với những cái động cơ 4 thì này nhá. Con này là sử dụng 4 thì, là xăng riêng, nhớt riêng các bác nhá. Siêu VIP này, máy rất đẹp luôn. Con này thì giá của nó nhá, em vào giá công khai là 2.800.000. 2.800.000 bao phí ship cho bác nhá. Đấy, đây là buồng nhớt của nó này, đây là buồng xăng, các bác đổ trực tiếp xăng trắng vào đây các bác sử dụng thôi. Mỗi lần các bác thay cho em 100ml thôi. 2 3 tháng phải thay lần. Rất là tiết kiệm luôn các bác nhá. Rồi, em test nổ con thổi lá cho các bác nhá. Giá 2.800.000 bao phí ship này. Rất nhẹ nổ luôn, phải nói là rất là êm, cực kỳ ngon. Máy rất là mới, hàng tiêu thụ. Vậy phát là nổ thôi, rất là nhạy nổ, siêu nhạy nổ luôn, chụp giật thì trợ lực nhá. Rồi, con này thì giá của nó là 2.800.000 bao phí ship nhá. Đó, ok, thì em xin phép kết thúc clip tại đây. Anh em quan tâm sản phẩm liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng là 0976 nhá 123320. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.